Một ngày các bạn thức dậy và muốn chụp một tấm hình selfie để gửi cho bạn gái, nhưng không chụp được, camera trước không hoạt động. Thôi, mình có thể tắt nguồn khởi động lại máy. Mình thử tắt nguồn khởi động lại máy xem máy có nhận lại camera không, nhưng cam trước vẫn không nhận. Trường hợp này có thể là do lỗi phần cứng trên máy, là do trên men hoặc là do camera. Đầu tiên mình sẽ thử thay thế camera. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để khắc phục lỗi camera là thay thế camera trước của iPhone 7. Đầu tiên mình sẽ tắt nguồn, mở ốc màn hình. Mình sẽ kéo lùi màn hình lại và mở nghiêng sang phải. Mình sẽ mở ốc pin trước. Ốc pin mình sử dụng vít 3 cạnh. Phần trên này là cụm camera và cảm biến tiệm cận. Mình dùng tool để tách các socket. Đây là cụm camera và cảm biến. Mình sẽ nới lỏng các ốc trước. Đây là loa trong. Mình sẽ dùng nhíp để tách cảm biến. Đối với phần cảm biến mình sẽ tách luôn cái phần khung trắng bên ngoài. Ở đây nó sẽ bung sẵn. Còn những trường hợp nếu như là keo nó sẽ dính vào phần khung này thì các bạn sẽ bị đứt cảm biến. Dùng nhíp để tách micro. Và phần dưới là phần tiếp xúc với loa. Các bạn có thể dùng nhíp. Rồi, mình đã tách xong. Nếu trong quá trình thao tác cảm thấy dơ mình có thể vệ sinh. Ở cái này phần lót loa chưa tách. Các bạn có thể tách phần dưới hoặc là tách phần trên. Ở đây mình sẽ tách phần dưới. Sau khi bắt ốc tất cả nó vào đúng vị trí, tiếp tục tới loa. Rồi sau đó tới nắp che. Mình nên kiểm tra camera trước, nếu bị lệch mình có thể điều chỉnh liền, còn nếu không lệch mình có thể siết ốc hết. Rồi tiếp theo lắp vào máy. Phần socket camera mình sẽ gắn trước. Tiếp tục tới pin. Ở vị trí pin này sử dụng vít 3 cạnh nên mình sẽ phải đổ vít. Tiếp theo gắn màn hình. Dùng vít sao để cố định. Tiếp theo mình sẽ test camera. Vậy là cam trước nó hoạt động. Tiếp tục mình test tới cảm biến. Khi test cảm biến mình che tay vào đây thì màn hình tắt. Như vậy khi mình thực hiện cuộc gọi á, áp vào tay thì màn hình sẽ tự động tắt. Rồi vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách để khắc phục sự cố là thay thế cụm camera trước cũng như là cảm biến tiệm cận trên iPhone 7. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và có thắc mắc gì các bạn để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Xin cảm ơn.